thì mình thấy hạnh phúc. Thành, nếu như con có đủ những cái gì hạnh phúc, thì trọn đời này mình sẽ không đau khổ nữa đâu. Con đã quen được việc chăm sóc nâng niu, chăm sóc, quen nghe giọng nói ngọt ngào, chứ cha thương cảm. 21 theo chồng, 21 vui xuống hộ. Con cũng nhớ gì như gì đã nhớ con. Nào phải đâu mà nó không cách cưới. Nào phải đâu là ngày sau cách. Mà gì với con phải sang cách cưới rồi. Để kéo trễ, cô mẹ già đi con nấu bữa chè đó, cô cũng ăn đi cho nó còn nóng nha. Dì hai, con để con giờ, con xuống bếp con ăn chè. Rồi con còn học gì hai nấu xong đi chứ. Đúng không nè? Còn mai con đi cắt con sẽ mua quà gì cho dì. Có nữa. Rồi, hai, tới đây, tới đây. Dì hai. Dì hai ơi. Mày cái gì vậy? Đâu có gì đâu. Vẫn cáo thuận chút mà. Trời ơi, cái mặt của chị không một đẹp cái lắm, không đẹp cái lắm. Của tôi không có sao hứng mà em cho nó like chim. Đẹp 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 đẹp. Bơ phờ nguyên một đêm không ngủ. Nhưng mà Ngọc Quyền. Dạ, em nữa hả? Hả? À, chuẩn bị Atlanta mình ngày mai đón Nguyên xem Nguyên dở tuồng Tấm Lòng Cửa Biển nha. Hay lắm nha cả nhà nha. Coi khóc chết luôn á. Em với chị Thủy Vô, em với chị Thủy Vô thì là chị đi ra đây chị hát nghiêm ca. Là em nằm đó phải không? Em nằm đó, không, em đi ra đi. Không có em nằm. Không, chị hiểu nhưng mà rồi ra phải không? Rồi. Mình dùng một cảnh thôi. Rồi. Thủy với chị đi. Đạo diễn. Dạ. Em giống như mùa thu. À, rồi. Rồi. Ủa mở màn là em ra liền hả? Ơi, rồi. Rồi, bắt đầu. Chúng tôi hát live nha cả nhà. Rồi. Ơ. Hả? Gì mà đụng tôi dữ vậy? Dạ, em xin lỗi cậu. Ủa, cái gì mà vô phòng ngủ lau nhà? Cậu vô phòng ngủ đi, để cho em lau nhà. Cậu bộ cậu còn ngủ dữ dữ lắm hả? Ủa, chị hai giữ chị phá hai của tôi giữ chìa khóa phòng của tôi mấy tháng nay. Dạ, cô hai giữ buồn mà còn dạ. Của cậu đâu mà còn gì? Cô hai giữ nhưng mà buồn của cậu đâu còn gì nữa đâu. Ủa, sao vậy? Ủa, sao vậy? Nói vậy cái phòng của tôi bị ăn trộm lấy hết rồi hả? Phải ăn trộm, ông đốt hết. Dạ, không có phải ăn trộm. Nhưng mà ông á, ông đốt hết rồi. À, ba tôi đốt hết cả thư từ. Ba tôi đốt hết thư từ sách vở của tôi rồi à. Ông đập bể mấy cái khuôn hồng. Ông đập bể mấy cái khuôn hồng. Ông đốt hết bùn mền. Ông đốt hết bùn mền, gối nệm. Ông xé hết tủ quần áo. Ông xé hết tủ quần áo. Nhưng mà bỏ sách vở thư từ thì. Nhưng mà bỏ sách vở thư từ thì tôi cất giùm cậu trước rồi. Bộ ơi, bộ cô cất giùm tôi á dạ, hả? Dạ. Cảm ơn cô nhiều quá ha, bữa nay được gái quá. Nhưng mà bữa nay á, tôi phải đem thư từ sách vở của tôi đi mới được. Chứ không nếu mà ba tôi về không nhớ là không thấy ông đốt hết của tôi á. Nhưng mà bộ cậu
tính đi nữa. Nhưng mà bộ bộ cậu tính gì nữa hả? Cậu đi hoài à? Cậu đi hoài à? Ông đăng báo từ cậu đó. Ông đăng báo từ cậu đó. Cô đừng có lo. Cô đừng có lo. Chứ dù ba tôi có đăng tình từ tôi trên báo thì cũng không có ai đọc tới. Quát ngó đọc để rồi ngó quên. Rồi tôi cũng là con cậu như thường. Nếu cậu xin lỗi thì ông hết giận liền. Có nhà sẽ vui hơn. Trời ơi, tôi đi đã quen nên ở nhà không được. Dẫu ông hết giận thì tôi cũng đi thôi. Tạo quá sanh ra mỗi người một số phận. Không ai giống được ai đâu. Số của tôi á, phải thi rất tú tài. Tôi cãi số trời nên rớt tới ba kèo. Xuân Hà làm có chuyện thì lo làm đi. Xuân Hà, dạ, làm công chuyện á thì lo làm đi. Ở đó mà nói gì ở đó là dây chưa. Con Tư, em vô buồn ngủ đi. Đi chơi tới sáng đêm. Đi chơi tới sáng đêm về ngủ gà ngủ gật thì coi có được hay không. Ủa em đi sáng đêm hồi nào? 4 giờ sáng em mới về. Không phải sáng đêm hả? Sao chị biết? Không phải phải nói rồi. Còn vậy chứ sáng ai mở cửa cho em vô vậy? Ủa chị mở hả? Ủa nói vậy chị mở chứ không phải gì hai hả? Tôi đó cậu à. Vậy nếu mà chị mở thì chắc là em đi sáng đêm thiệt rồi. Sơn dạ. Dạ. Xuống pha cậu ba ly. Xuống pha cho cậu ba ly cà phê thì dạ. Đi. Dạ. Sơn à. Bố sáng nay về nhà được 2 lần. Bố sáng nay em về nhà mình có 2 lần. Em đi chơi ngoài không có nhà nữa. Nhà mình với chị hai. Nhưng mà đi vẫn thích hơn ở nhà chị hai ơi. Em có biết là em làm vậy riết rồi ba mang tiếng không? Ủa? Uống rượu thì cái gì mà mang tiếng? Uống rượu thì trả tiền. Không la lối không đập phá. Không la lối không đập phá nè. Sai thì kêu xích lô. Sai á thì kêu xích lô đưa về nhà ngủ. Chơi với bạn nhưng mà không có cặp bè cặp đảng. Để bắt con gái thì không có bắt con gái người ta làm tình làm bậy làm bạ nha. Em nói thiệt với chị hai nha, kiếm một thằng con trai như em vậy là khó lắm đó nghe chị hai. Gì mà chị hai cười hoài vậy? Em nói cái chữ làm tình sao nghe nó bỏ giùm tôi. Lại là bậy mà. Làm bậy khó lắm nha. Làm tình là bậy. Rồi, không có đem con gái của người ta ra làm bậy rồi được rồi. Kiếm như em là khó lắm đó nha. Em thi rất tú tài 3 lần. Sao em không can đảm để một lần. Trời ơi, người ta thi rất một lần đó là người ta tự giận người ta chết mất tiêu rồi. Còn em thi rất tới 3 lần. Đúng rồi, vẫn sống nhăn răng nè. Chị biết em có thừa can đảm. Nhưng mà chị biết em có thừa can đảm mà chị hai. Chị hai, em nói là chị cho em lý sự cùng. Em nói cái này thì chị cho em là lý sự cùng đúng không? Không phải đâu, nhưng mà không phải đâu. Em nói cho chị nghe nè. Em á, hiện tại bây giờ em rất là tỉnh táo đó nha, em không có điên đâu. Được, được rồi, tôi biết cậu tỉnh. Rồi, nói đi, tôi nghe nè. Chị bằng lòng nghe chứ. Ủa, nói vậy giờ chị bằng lòng nghe em nói hả? Đang nghe em nghe, bình tĩnh nghe em nói. Cảm ơn chị hai. Em đố chị chứ lấy đó. Bây giờ em đố chị nha. Chiếc trái đất này có từ bao giờ? Đi rửa mặt đi. À, trái đất này có từ bao giờ hả? À. Hiểu rồi ha. Thôi, đi vô rửa mặt giùm tôi đi, cái đi cậu. Đó, thấy chưa, tôi nói mà. Hả? Dạ, cà phê này cậu ba. Dạ. Cà phê này cô ba. Cảm ơn cô Sơn nha. Uống nè. Trong nhà này á, chỉ có cô á là tốt với tôi nhất thôi. Làm gì nắm tay được ra vậy? Kỳ nè. Chị hai à, uống đi để cho tỉnh. Chị hai à. Chị hai à, bây giờ bỏ chuyện sao? Bây giờ mình bỏ chuyện nó qua một bên đi ha. Em ơi, bỏ chuyện trái đất đi nha. Mẹ bỏ chuyện trái đất qua một bên đi. Nói chuyện của em. Em đang sống trong một gia đình. Cha là một quốc gia giàu có. Mà chẳng có thừa. Chị thi đậu tú tài, sắp lấy chồng cử nhân. Thấy vậy cho nên em hổ thẹn vô cùng. Vì hổ thẹn cho nên em cố gắng thi tú tài cho đậu. Để mình vững danh giá từ cá nhân trong gia đình. Với sự cố gắng của em á, không thay đổi thắng nội số phận. Em á thi 3 lần vẫn rất lần thứ 3. Rồi tự ăn ngủ bằng chất
6 tháng qua chỉ có mỗi lần này à. Đâu phải hư hỏng mỗi ngày đâu mà chị cứ lên đầy ra em hoài vậy. Giỏi hoàn toàn, đừng ba hết lòng, đừng ba hết lòng, điều chuộng á, đừng cưng yêu chị nữa. Trời ơi, ba nói thiệt mà nói thật. Điều ngoài ý muốn của em. Em đừng có nên dùng mà nói liền. Chắc chắn ta có tác mắc cuộc đời rồi tại ta. Thôi thôi em không cãi chị nữa. Trong nhà này là nói của chị bao giờ? Trong nhà này nè, em nói thiệt nha, lời nói của chị bao giờ nó cũng có giá trị hết. Em không nên cãi chị nữa. Hôm nay chị đi đâu mà trang điểm sớm vậy? Hôm nay chị đi đâu mà trang điểm sớm vậy? Chị đi cắt. Ông già đi Bình Dương, con trai đi lấy. Ông già thì đi Bình Dương, con trai thì đi cấp, con trai thì đi lấy hiệu, con gái thì đi cấp. Phải cái nhà này có hai chân, chắc là nó đi Đà Lạt nó chơi mất tiêu rồi. Nè đừng tìm chuyện, bắt bẻ chị. Em ba thì kiếm chuyện khác rồi, bắt bẻ chị nghe không? Ba nói là 8 giờ sáng ba về, rồi ba về rồi chị mới đi, được không? Giỡn chơi chị thôi chứ chị đi. Ủa trời ơi, giỡn chơi chị thôi chị làm gì dữ vậy? Bởi vậy làm chị tối ngày không dữ. Thôi nói vậy thôi chứ chị đi em ở nhà không có sao đâu. Rồi tiếng kèn kêu để tết tết để em đi mở cửa cho. Thôi ủa thôi khỏi để chị mở. Thôi khỏi để chị mở. À vậy cô cử đi cấp với cậu cử chứ. Vậy là em biết rồi, cô cử hẹn cậu cử đi cấp với gì. Cái chuyện đó của tôi. Uống cà phê á, làm ơn với phòng ngủ thì tôi đi uống cà phê xong mà không bắt người ta hoài. Vô phòng ngủ đi ở đó làm gì ăn mỗi ngày bắt tôi ngủ hoài vậy. Rồi ai thế Hoàng Tâm. Rồi em thấy Hoàng Tâm luôn đi cưng. Thấy là gì đó. Thôi thoại đi hả? Thoại. Rồi chị bà Tâm sửa soạn xong hết rồi hả em? Nè chờ anh có lâu rồi. Bà Tâm sửa soạn xong hết rồi hả em? Chờ anh có lâu không? Cảm ơn mọi người nha. Bà Tâm xin phép Hoàng Tâm dùm em cái. Linh Tâm trong restroom. Ai không nhờ cho qua ghế Hoàng Tâm đi. Dễ thương lắm mọi người, ngồi đập tuồng nè, mọi người chia sẻ cho Long đi nha. Rồi tiếp anh, tiếp chị. Chào mọi người nha. Chờ anh có lâu không? Dạ chờ anh có lâu không? Chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho em nha, để cho mọi người mua vé coi hát. Em vô liền, em vô liền á. Ừ. Tại em chưa kịp đi, em ngủ cà phê thôi. Chị dặn xe ra, em vẫn ngủ cà phê chưa. Ừ, đó, em ngồi mà. Chứ không là em định cầm đi cà phê vô thì đi luôn, tiếp tục, xong. Chị tôi nói hai chữ là nói chuyện mà anh vòng tới vòng lui anh qua hai từ cãi lộn, sao tôi nghe nó chướng cái lỗ tai quá vậy? Tức em biểu đi ngủ ra đây chi vậy? Tức chị kêu em đi ngủ rồi ra đây chi vậy hả? Thì cũng tính đi rồi chợt thấy thì cũng tính đi ngủ rồi đó, nhưng mà chợt thấy nghe ai kia nói một sự trên lệch hai từ gây lộn xem mệt quá nên cho nên em trở lại đây nè. Em phải điều chỉnh lại cho nó đàng hoàng chứ nghe nó khó lọt cái lỗ tai. Ngủ nhiều quá chứ ngu có ích lợi gì đâu anh hai ơi. Em nói chuyện với anh Hưng như vậy hả Tấn? Em nói chuyện với anh Hưng như vậy hả Tấn? Anh Hưng cũng không thiếu. Anh Hưng á cũng đâu thiếu lý lẽ gì đâu mà chị lo. Em à, cậu nên khôn một chút đi trước mặt cậu. Tôi thấy cậu nên khôn một chút đi trước mặt cậu. Trước mặt cậu. Cầm đi, cầm bún cùng nó luôn. Nhắc giùm em nhé. Bắt ra. Trước mặt cậu là một tương lai. Anh chờ ngày mai.
Sao cậu không kiên trì để nắm giữ trong tay những ước mơ và khao khát của một con người già mà lại sống như là con thiếu thân gì cậu? Nè, nếu anh cho rằng á, con thiêu thân là ngu dại vậy chứ bây giờ á, anh lại muốn tôi khôn. Nhưng mà khôn như con gì mới được hả anh? Thì tôi nghe anh một cách thật lòng. Vậy thì tôi khuyên cậu nên khôn là con chuột không? Trời trời trời, khôn như sẽ sướng cả cuộc đời. Khôn như con chuột á thì tôi nhường lại cho anh. Nếu cậu nhường lại cho tôi á thì thì tôi sẽ sẵn lòng. Sẵn lòng nhận cái khôn của con chuột đồng. Chấp nhận chứ sao không chấp nhận anh? Thả tôi ngu như con thiêu thân mà tôi được chết trong ánh sáng còn hơn á chết với cái lỗ cống thối tha. Trời ơi nó ghê dữ lắm. Thôi Tuấn, bao nhiêu đó đủ rồi nghe, đi ngủ giùm chị đi. Hổn hả? Đi ngủ, nhưng mà bây giờ còn câu nữa chị cho em nói luôn đi. Em thấy đủ rồi. Không có được, nếu mà chị không có cho em nói là trời ơi tối nay em ngủ không có được. Mà ảnh cũng không, ảnh cũng chưa có hài lòng ảnh đâu. Nè, anh Hưng à, những người đang thừa hưởng được hạnh phúc á như anh á, thì chung quanh họ, họ nghĩ là những kẻ chung quanh mình á toàn là những người khốn nạn không à. Cho nên á, họ rủ lòng thương hại một cách vụng về. Anh cưới chị hai của tôi á, thì anh là chồng của chị. Còn anh có xứng đáng là anh của tôi hay không thì đó là một chuyện khác. Trời ơi, trời. Thôi tôi đi ngủ à, em đi ngủ vậy? Gì vậy? Em nói luôn, em đi luôn á. Sướng hả? Thôi nghe sướng hả? Cái thằng đó nói rồi em nói nó tha. Thôi, em đi ngủ đây, khỏi cần kêu nữa. Trời. Tối ngày kêu ngủ hoài. Cái thằng hết nói mà. Thôi mà. Thôi, em lo tập tuồng, để lát em bị la. Dì hai ơi, dì hai. Dì hai ơi, dì hai. Con đi chắc tới chiều mới về. Chị hai. Chị. Cả nhà chia sẻ nha. Rồi cả nhà coi có ai ở Atlanta. Em còn có mấy bàn nữa thôi à. Em còn có mấy bàn VIP nữa thôi à. Bán được sắp cum lê rồi. Còn có 3-4 bàn VIP nữa. Có ai đặt giùm em luôn nha. Sẵn nhân dịp cúng tổ, hát cải lương cúng tổ cho mọi người coi luôn nha. Chia sẻ em cho lên em được 1k coi. Mỹ Mỹ chút xuất hiện. Dạ, đi cô hai đi chơi vui vẻ. Dạ, cô hai đi chơi vui vẻ. Đi đi. Dạ, ở đây. Thôi mà. Cái gì vậy? Gì? Nghe nè, cái phòng này cái kiến ngồi. Hello con gái. Cái đẹp. Đây là con của Phương Hồng Thủy. Thôi để con. Nó cái gì vậy? Cái đó có bàn kiến hả? Ok con gái. Dạ, theo yêu cầu của mọi người đang gọi cho Mỹ Mỹ cho coi nè đó. Đi chơi vui đó mẹ thăm bạn con nha. Em đang live stream mọi người hỏi Mỹ Mỹ đâu không thấy. Ok con. Cho nên Mỹ Mỹ chào mọi người trước đi. Mỹ Mỹ chào mọi người nha. Nha. Mỹ Mỹ nó ăn nguyên một cái lầu lỗi dê vậy đó. Hát dễ sợ. Dạ, cái quán thì cũng dễ sợ. Ừ. Đây là Ngọc Mẹ. Ở đó vô được. Ngọc Mẹ. Chú Tâm kêu qua mướn là mẹ của Ngọc Quyền. Cho nên Ngọc Mẹ, dạ. Chào con. Dạ. À, chào những khán giả thân thương của Kim Tiểu Long. Dạ. Ngọc Mẹ đi qua đây tập tuần với Kim Tiểu Long. Đó, có Ngọc Mẹ đi là vui lắm luôn nè. Đó. Đây là Phương Hồng Bảo. Phương Bảo Châu. Dạ. Có hai mẹ con dễ thương không nè. Hai mẹ con Phương Tỷ nè. Đó. Chị làm chi cho em nhớ con em quá vậy chị? Sao tự nhiên em nhớ con em quá trời luôn vậy đó. Đó thấy không? Đó không? Thấy chưa? Đó. Con em mới mốt em nói con lớn con ba cũng hung con như vậy nha. Mà con cũng phải hung ba nha. À, hôm bữa xuống đó. Không,
Đó, nhớ mẹ khóc nữa rồi kìa đó chưa. Thế là Thổi, Thổi Trang, chị của Thổi Mỹ. Em đang hát ở Atlanta ngày mai giỗ tổ. Mà người đó là bạn của bạn, là bác trai liên tục quyền đấy. May mà ông tính làm lại cuộc đời. Sao tụi em lại đẹp quá, là sang trọng quá. Thì có chị á, chị Thanh Thanh Tâm nha quý vị nha. Tính dâu. Nếu bác trai liên tục quyền thì người đàn bà nào khác thì em có thể hay được. Nhưng nhạc Hoàng Phúc, Hoàng Khải đó chưa. Không có hạnh phúc gì bằng mà hát cả hai cái đờn đờn đó. Thôi mọi người xem chút rồi mọi người ủng hộ cho tụi em. Em chỉ còn có ba bàn nữa thôi à, cho nên ai ủng hộ ngày mai giỗ tổ, ai ủng hộ ba bàn ở Atlanta, gọi điện thoại hoặc inbox trong Facebook cho em, đặt cho em ba bàn này nữa đi nha. Thôi em hát hay cho nghe, em đóng thằng là kỳ chớn lắm. Chia sẻ em lên ca cho cả nhà. Đang tập chút nữa em ca, em mới tán. Chia sẻ lên một ca đi, rồi ủng hộ nghệ sĩ coi. Thì mình cũng có gọi tiếng nhạc cao hơn là đồng bản gia. Dạ. Có nóng không chị? Không, đã lúc đó. Uống vô nó có nóng không á? Đó, tập tuồng mà cho coi, cho uống collagen nữa, đừng dưỡng sức nữa. Tập tuồng mà cho uống collagen nữa. Đó, Ngọc Quyền quốc vô liền kìa. Mời nghệ sĩ Linh Tâm. Vô bá đậu. Ngon lắm chị, uống đi, uống đi. Mẹ vô bá đậu luôn. Không, không có thành đâu. Rồi nhắc nha, nhắc đen với ông cha nha. Thôi uống nóng không uống nào. Em xài nóng lắm. Collagen đó. Ai đây? Đó, cái tướng mà. Ai đây? Anh ơi, cái này ba là ai nói cho tôi. Ba con. Cái này á là anh với ở trong hộp trường. Để cho nó dễ. Ủa vậy hả chị? Em với ông này vẫn ngồi ngoài này nè. Hộp trường đó nha. Thôi em tập tuồng nha cả nhà nha. Em tập tuồng nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha, cả nhà nha. Để lát em bị la. Em quảng cáo nhiều đây thôi nha. Ai đây?